bạn thân mến, như vậy là chính thức giờ lành cũng đã đến. Cho phép ban tổ chức xin mời quý nhân, khách xa cho đến khách gần, mời anh mời chị lại đây cùng ngồi. Nguyễn Đình Ngọc để trong, bên trên là một tấm phước nhiều màu, nền phước của đời lửa yêu nhau, lắm cảnh nhiều màu cũng lắm cảnh niềm vui từ đất Việt Nam đã theo chân đồng trẻ bày sáng đất Hàn, niềm vui của bác Hậu Hoàng cũng đã đốt đại cảm dần tràn về đây, niềm vui từ khắp nơi đây đã chen chân quý vị trở về hôn trường tình cưới của gia đình họ nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên, cho phép Nguyễn Như gửi tới toàn thể quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sự vật kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và quý mến, quả đúng thật là yêu nhau thì mấy núi cốc trèo, mấy sông có lội và mấy đèo anh cũng qua, yêu nhau chẳng quản ngại đường xa, không đi xe buýt thì ra gà ta đi tàu, yêu nhau không phân biệt dấu hiệu để cho tình đẹp muôn màu sắc hoa, và hai nhà thì chỉ cách nhau có một đoạn đường, sống sát chiều đến để cho tình yêu thêm vận động. Và ngày hôm nay đây, chú rể Mạnh Quỳnh cô Sa Mai Loan đã cùng nhau trèo lái con thuyền tình yêu của mình cập bến đủ hạnh phúc. Và ngày giờ phút nơi đây không để cho quý vị phải đợi chờ thêm một phút giây nào nữa, chúng ta sẽ cùng lông lanh ánh nhìn của mình về phía cánh cổng hoa để cùng chào đón đôi thân nam tân gia nhân đẹp nhất, dạng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, chú rể Mạnh Quỳnh cô Sa Mai Loan. Xin mời em sẽ cùng nắm chặt tay nhau để di chuyển về phía sân khấu tình yêu. Xin chào chào, kính mời. Con đường hạnh phúc thật là vững vàng và tự tin, bởi hai bạn luôn đau thấu hiểu được rằng trong tình yêu thì có một phép màu có thật rực rỡ đời này. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, như vậy là hiện diện trên gương sân khấu chúng tôi ngày lúc này đây là một cặp đôi nam đẹp nhất, dạng người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, chú rể Mạnh Quỳnh cô rất xinh đẹp Mai Loan. Và để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị cũng như là gửi lời chào thân thương, xin mời hai em sẽ cùng nắm chặt tay nhau cùng với ban tổ chức trình để cúi chào một cái cúi thật sâu để chào đến toàn thể quý vị một cái cúi chào xin bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, quả đúng thật là con cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn tình yêu mới là đạo con, và đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng của đời gây khổ bằng cha, tần tảo sớm hút mẹ nuôi con khôn lớn, thương cả tầm ngày cha che chở đầy con. Để có được như ngày hôm nay, nhờ công ơn dần dần sinh thành của những bậc làm cha làm mẹ, và về phía phái đoàn họ nhà trai, xin chào kính mời bố là Lò Văn Xuân, mẹ là Quảng Thị Thương, xin mời hai bác sẽ cùng nắm chặt tay nhau để di chuyển về phía sân khấu tình yêu lấy đài đăng quang để đứng cạnh con trai yêu của mình để ra mắt dự kiến toàn thể quý vị. Xin chào kính mời. Xin chào kính mời. Đứng kế bên tay phải của cô giáo xinh đẹp ngày hôm nay để được ra mắt sự kiện toàn thể của vị khách quý, xin chào kính mời. Dạ vâng, như vậy là hiện diện trên trung tâm sân khấu chúng tôi ngay lúc này đây là một đại gia đình hạnh phúc, một đại gia đình tuyệt vời, và đang nhìn điều trên khuôn mặt của đại gia đình ngày hôm nay là những niềm vui, niềm hạnh phúc và niềm vui càng nhân đôi khi được chứng kiến toàn thể của vị khách quý đã cùng nhau trở về đây để chúc mừng tràng tan hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, cũng như là để chúc mừng cho đại gia đình ngày hôm nay. Và để gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị cũng như là gửi lời chào thân thương, xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng cúi và cúi chào thật sâu cùng với ban tổ chức chương trình để gửi đến toàn thể quý vị một cái cúi chào xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, như vậy là buổi lễ của cô dâu và chú rể ngày hôm nay, đại gia đình đã cùng đứng ở trên này để cùng ra mắt sự kiện toàn thể quý vị khách quý. Và để thắt chặt tình thông gia, xin mời đại gia đình cũng như là đại thông gia sẽ cùng bước lên hai bước để cùng bắt tay nhau gửi cho nhau những lời thương thương, chúc cho tình thông gia luôn luôn kéo sân về chặt nên là chỗ dựa vững chắc trên phát từ nay về mai sau. Xin mời hai ông bà thông gia sẽ cùng dành cho nhau một cái bắt tay đi ạ. Dạ vâng, chúc cho tình thông gia luôn luôn keo sơn bền chặt để là chỗ dựa vững chắc cho hai con từ nay về mai sau, sẽ lại cây cao bóng cả cho hai con, cho cháu của mình. Xin chào cảm ơn đại gia đình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, quả đúng thật là yêu nhau thì mấy núi cốc trèo, mấy sông có lội và mấy đèo anh cùng qua, và khi yêu nhau thì hai trái tim sẽ hòa chung cùng một nhịp đập, và hai bạn cũng về thừa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình về thừa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, vui mình rồi lại vui ta, đẹp rồi để lứa mặn mà tình yêu. Kể từ giây phút này đây, chú rể Mạnh Quỳnh cô Sa Mai Loan sẽ cùng chúc cha chúc mẹ chúc bà chúc ông vất ngày chúc việc ngoài đồng, buổi tối chúc chiều chúc mông chúc màn, chúc hết lời thở tiếng than, chúc con đường nhỏ về nhà, chúc cha chúc mẹ chúc bà chúc ông, và tình yêu đôi bạn trẻ thì đẹp như áng mây hồng, đẹp như từng ánh đèn lồng xanh thôi. Và tại quê hương Chiêm Phước thì thật có con nói rằng
Trầm Hoa chưa bao giờ được một ngày không bằng một phút đợi chờ tình yêu. Và tại thư gia gia đình Hòa nhà trai tại bản mảnh xã Trường Quốc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, các ngày 5/12/2024, tháng 11 năm Quý Mão, ban tổ chức chương trình xin trân trọng tuyên bố tất cả tám đội từ đây thành cho xin mời chú rể Mạnh Quỳnh, cô dâu Mai Loan, cô dâu Mai Loan, chú rể Mạnh Quỳnh xin chính thức được bắt đầu. Một năm thì bắt đầu bằng mùa xuân và tình yêu thì bắt đầu từ tuổi trẻ. Đúng là bao cuộc đợi tháng chờ là đây. Cô dâu hiền mà tình sợ rất ngay và chú rể là cả một biệt tình bao la. Mỗi ngày nào đôi bạn còn xa lạ mà ngày hôm nay đã nền duyên vợ chồng. Khen khen các chuyện đồng để trai đứa được lồng vào nhau. Do mang về để thay cho lời cảm ơn chân thành của đại gia đình, thì đại gia đình cũng đã ủy quyền cho ban tổ chức trình để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị. Xin là số 7, số 11, số 11, số 12. Sau bọn cú giá qua có biết lỗ trai, tản nay có biết lỗ nhinh. Nhưng chẳng thức thuộc bỏ khai, chạy cần thức thuộc bỏ khẩu. À, và sau đó chạy nhớ lòng phục lời à, nhớ lòng là sẵn hay lúc bà lòng nào ý lại hơn cơ bà mớ. Có bọn mình xin phép tuổi vị phà bà nhớ chẳng sao. Nhưng chẳng dụt phiền sau, chạy cho ta phiền báo. Sau bước qua sau bước tập vật của ý phản sai, chạy được được còn lại phản nồng. Hai bà sau đó hôm qua sau có bà bấu trừ hòa khuôn trơ, bấu trừ hòa phòng lương thanh. Bầu chữ chưa văn lai, bầu chữ xài văn kiều. Giữa nằm sẽ lại phó cận đẳng phía mương. Giữa cận phố phía bàn tàn nhiều hàng vô trương. Bù đùng liền nên đồng mong. Có chấp đồng về theo có biết leo trầm trần. Nhưng ngồi nhận trầm ta, nhường cha nhường khẩu mốc. Lấy quan chữ được cất số áo, lấy quan báo cách xào cất số em hà ai. Giữa nằm sau đó quan trọng cận về dù chính quyền của phòng. Ở ủy ban dân mốt phong công nhân gióng muôn lành công nhân. Công nhân ở bên phủ hút phanh, công nhân ở bên huyết bách hỗ trợ hạ tổng của bà má ớ. Có một mình đi cho lại cả mươi ở tích lại quả mềm vì đồng ấy em giúp bản tấn đất nữa. Ở phía đồng xúc cảm phổng lăng, phô phóng thành lấy xúc cò tàu. Tên cả chồng phía đồng chiếc bước còn bày, tên nó hay cây rú tổng cò. Lúc bạn bỏ ngày cúng trà rôm, bà thủ mất chiếc lì bóng mươi nằm mà. Phù có bà bước bám cỏ tông, vì hít ống liệp thép cò tàu. Tên cả chồng phía đồng phổng lấy hồi lấy. Và có vác sẽ nạp hay báo trà, vác sẽ nạp biến hát bầu ổ. Ông cán bắt đầu mở số 10 tùm thông trương cánh bà báo luật sân lan. Khách đề sau lệ đàn đà tàn giả chốt phú giả tàn nay. Sau lệ phá qua có mở hờ thức lại quả mềm phì đông. Sống chúc mà thức lại quả mềm phì đông bản phùng hâu. Và qua để giữ đi sân đồng yên, giữ diện khánh tà bên. Giữ diện sân đồng bó, phải xe mấy nhà chuông, phải xe lùng nhá khổng. Xin phí nhá mấy đồ nào, sao phí nhá mấy đồ xây. Hào hát bản thân giả tàu mấy đá phì đông bản phùng hâu. Để có những giây phút tuyệt vời, có những giây phút thật sự hạnh phúc để cho đôi bạn trẻ được đi xây dựng cuộc đời. Bố mẹ cũng mong cho đùa sau này, sinh con thì một gái một trai nuôi dạy con thật tốt để cho bà bố mẹ đều vui. Nhưng món quà hết sức ý nghĩa, nhưng món quà đầy sự yêu thương và món quà đầu tiên để từ bố mẹ của chú rể ạ. Xin mời bố mẹ sẽ cùng gửi đến hai con món quà hình như món quà yêu thương và món quà ngày hôm nay bố mẹ đã dành dụng bấy lâu nay để gửi cho hai đứa sau này. Và ngày xưa thì hoa vàng trời, ngày nay mẹ có đôi lời dặn dò hai con. Sinh con thì một gái một trai, nuôi dạy con cho tốt để chồng bà bố mẹ đều vui. Dù là ngày hôm nay thì món quà rất là nhiều, nên là ban tổ chức trình sẽ tuyên bố món quà một lần. Và để cho toàn thể quý vị khách quý chúng ta, cùng nhất là toàn thể đại gia đình sẽ cùng di chuyển về phía sân khấu tình yêu, tiếp cận sân khấu để gửi tới em của mình như món quà nhiều, món quà yêu thương. Và món quà thứ hai trân trọng kính mời anh Sang. Món quà thứ ba đệ tử xuất hiện anh chị Nhung Phong. Món quà thứ tư đệ tử xuất hiện anh chị Bích Sam. Trân trọng kính mời món quà đệ tử xuất hiện anh chị Bích Sum ạ. Xin mời nhà món quà sẽ tiếp cận sân khấu để gửi tới đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Xin chân thành cảm ơn món quà đến từ gia đình anh Sang, cảm ơn món quà đến từ gia đình anh chị Dương Phong và cảm ơn món quà đến từ gia đình anh chị Bích Dương. Xin chào kính mời quý món quà. Xin mời các bạn gọi. Món quà đến từ gia đình Cầu Tường Anh và xin chào kính mời món quà tiếp theo đến từ gia đình Bác Toàn Kiêm.
Xin mời những bạn quà sẽ cùng tiếp cận sân khấu đi ạ. Món quà đến từ gia đình cậu Tường Anh và món quà đến từ gia đình bác Toàn Kiêm. Xin mời những món quà sẽ tiếp cận sân khấu gửi đến em ngày hôm nay, món quà nhiều, món quà yêu thương. Và xin mời món quà tiếp theo đến từ gia đình bác Toàn Kiêm và món quà đến từ gia đình anh chị Thảo Trung, món quà đến từ gia đình anh chị Loan Phương và món quà đến từ gia đình em Hải Phòng. Xin mời những món quà sẽ tiếp cận sân khấu đi ạ. À. Chiếc bộ bè, chiếc bình đồ Hoàng Dương. Cùng bên này bên em, bên con bên mẹ, bên cũ bên xa, bên ta bên ai, bên đời bên ý bên ai. Nhưng biết sỏi bóc cùng kẹt má, sỏi bóc khá khẻ nèo. Ngất nào thể hạt, ngất bán thách kèo, ngất đàn lốc cầu thang lùa làn nghi mớ. Để cho tàn nạn tàn tàn trước vũ giả tàn ai. Sao lại tàn nạn tàn tàn lùi quyến biết nào cả mình đi. Sao lại phá pháp bác ở thỏa chua. Sống chung ở chua nâu, phở cỏ lớp chưa hoàn khăn mạnh. Dân kiến phân tài bước đàn, bả vất đường, lệ tuổi lắc khới, chờ mong. Dạ vâng, xin cảm ơn nhiều món quà chân thành đã được gửi tới cho bạn trẻ ngày hôm nay. Trong nếu trong này bứng lên cả màu bản lúc cánh và ải em. Nhưng bên trường lành sành hùng về đến lúc bổng khá lùa làm đi. Ông cả tập chiều phá mất giờ nhớ về chung mong trên lại bóng phi đông ơi. Lễ xuân ở tiếng lại bóng mẹ phi đông. Dạ vâng, kính thưa từ tình quý vị trân trọng và kính mến. Diệu từng chút giấc hữu ân ái của tình yêu. Diệu là vật ngọt của con tim. Xin mời đôi bạn sẽ cùng nắm chặt tay nhau, di chuyển về phía tháp ly tình yêu mà ban tổ chức chính đã chuẩn bị sẵn cho em, để cùng vui ra cho rượu trong bánh đầu tiên, để cùng dâng kính lên những bậc làm cha làm mẹ, những ly rượu yêu, những ly rượu tình. Chân trọng kính mời hai em. Dạ vâng, với sức bật khen lớn của chú rể có thể lấy được một cô vợ xinh đẹp như ngày hôm nay, thì xin mời chú rể sẽ cùng vui ra cho rượu trong bánh đầu tiên của mình, để cùng rót ra những giọt rượu hồng tình yêu ngày hôm nay trên những làn sương long lanh. Xin trân trọng kính mời đôi bạn. Rồi mà không bắn về phía toàn thể quý vị ngày hôm nay, chúng sẽ bắn lên bên trên đi ạ. Bắn lên trên thật nhà, đúng rồi ạ. Ôi trời ơi, ý ơi, ở mắt bật đi vì máu chẳng có màn cân lên. Mặt chuẩn này ý nữa. Rồi mà xin mời bạn sẽ cùng rót ra những giọt tiểu hồng. Bắn với thân là diệu hồng thì kết nghiệp vô thế. Tình duyên thật tròn tạp về bên nhau. Cùng chúc bước đẹp mai sau. Tùy chúng ta thể sắc màu tình nhau. Những giọt tiểu hồng đang được chảy xiết. Được vì những nước như mật ngọt, nước để tình yêu mật ngọt để tình yêu trong cuộc sống từ nay về mai sau. Những giọt rượu hồng đang được chảy trên những làn sương long lanh. Được vì những tình yêu đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Do vâng, như vậy là trận rượu đầu tiên qua màn đã được hoàn thành. Và ngay giờ phút ở đây, xin chào kính mời chúng rể sẽ cùng quay ra trận rượu trong bánh thứ hai và cùng rót ra 6 chiếc ly được chuẩn bị sẵn ở phía bên dưới để cùng dâng hoa đỏ. Nếu em là lối nhỏ thì anh xin bước vào đời. Một phần tư còn lại xin mời bạn sẽ cùng rót lên tháp ly rượu hết đi ạ. Anh bạn Lìm Sơn La bên xứ tập đế, nước ngày càng mặc nồng sức lấy qua thầm. Tập bạn sống có đi nơi kính tràng khó lạc mặc nơi nồng là nồng sải dương ai ơi. Anh bạn lấy kín lầu bất lâm sẽ tú, lấy dú liệu bất lâm sẽ cầu cánh ơn. Công bài liền sức đàn phút sùng, công bài tành có liền sức báo lành lâm. Cửng lâm vong ở mà kính sắc mặc hùa, bước gặp lề mặc hùa nhớ phủ của bóng tẻ nát xung mê. Vậy chính nhận là biển ăn, sau lấy mây ảo người. Treo sóng chén lọc của hồng, về mây ải tà em ngay. Sau lấy mây ảo phá ứng treo sóng chén lọc lạnh, về mây ải mũi em ra. Sau lấy mây sở nòng. Xin mời chú rể sẽ dâng lên nam bố mẹ vợ hai chén rượu hồng. Xin mời cô dâu sẽ dâng kính lên bố mẹ chồng hai chén rượu hồng của mình đi ạ. Xin chào kính mời hai em. Còn đồng thật là công cha thì như núi Thái Sơn, nhà mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng từ mẹ kính cha, cha trọng thầy yêu thì mới là đạo con. Xin mời bố mẹ sẽ cùng nhận lại tình cảm với con ngày hôm nay. Xin mời em sẽ cùng dâng lên mỗi người một ly rượu hồng của mình đi ạ. Xin chào kính mời. Xin mời bạn sẽ cùng bước lên hai bước để cùng uống chén rượu thơm môi, để thế nói đặc biệt về nhớ suốt cuộc đời này. Rồi bước lên hai bước đi ạ, để uống chén rượu thơm môi. Xin mời bạn sẽ cùng quay mặt vào nhau đi ạ. Kinh chế là đi áo khuế sáng hòn áp bờ, ăn vào đồng án hỏng hơi. Ta vào đồng tài phiền phúc ách chứ sống bước gồm lòn đậm na. Ta vào đồng tài phiền bòn ách chứ sống bước gồm hồi. Ta vào đồng tài phiền quầy ách chứ sống bước gồm bì. Ta vào đồng tài phiền phí ách chứ sống bước gồm lầm. Ta vào đồng tài khẩu thẩm ách chứ biến phiền hòn tiền hát nồng lạn đồng sải sượng ai ơi. Sống phút đi mặc cạn liều, hùa phạt tặng tỏ cỏ lăng nơ. Pháp phạt tặng lặng ta vào nà lén than cút cút có nhát sống nước nồng lạn đồng sải sượng ai ơi. Sao lại mới sở đồng chứ kinh chế là kịch mạng tỏ gần. Vậy mà cạn sút chặt mà đơi. Vâng, xin mời bạn sẽ bóp tay vào nhau để
chiến sĩ Tam Bội đi ạ. Và một trận rất là đánh quý vị ơi. Rồi vâng, kính chúc em từ ngày giờ phút đến đây chuyện từ tình bạn sang tình yêu, và ngày hôm nay là tình nghĩa vợ chồng. Xin mời bạn sẽ cùng quay về vị trí của mình đi ạ. Và ngay giờ phút đến đây, xin chào kính mời đại gia đình hạnh phúc, đại gia đình tuyệt vời sẽ cùng liên vào nhau để cho đại nhất mạnh gia nhà camera Mạnh Quỳnh TV sẽ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời này. Xin chào kính mời hai bên gia đình. Xin mời hai bên gia đình sẽ cùng liên vào nhau. Chúc các em những lời thân thương, chúc là tình cảm gia luôn luôn kéo sơn về chặt, luôn là chúng ta cùng chúc trai con từ nay về ngày sau. Chúc cho một đời dễ chân nát tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, yêu nhau đến lúc đầu bạc răng long. Rồi vâng, ngay giờ phút đến đây, xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng xoát đầy chén rượu của mình được không ạ? Cả nhà mình ơi, mau lòng miền nào xung ai ơi. Thế có chim men lò chả nằm bàn khuấy khoảng thì cớ năn. Cả nhà mình ơi, rốt đầy chén rượu của mình đi ạ. 100% là rượu nha. Và nước ngọt là không tính nha cả nhà mình nhá. Nguyên nhân sẽ bắt đầu tại quý vị 1, 2, 3 rô, 1, 2, 3 uống. Và 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Được không ạ? Dạ vâng, rốt đầy chén rượu của mình đi ạ. Ngày hôm nay thì thời tiết nó rất là lạnh nên là không trong thời gian thì quý vị chúng ta sẽ đứng lên. Nhưng mà không đứng lên đây quý vị nha, chúng ta sẽ cùng rơi chén rượu hạnh phúc của mình về phía đại gia đình ngày hôm nay. Cả nhà mình ơi, mua su mai sử ngộp cái cơ nở su mỹ nở hóa thành cái nê. Một lần nữa nha, hô to nha cả nhà mình nha. 1, 2